gì vậy mọi người? Tôi vắng mặt có mấy ngày mà cảm giác như mấy chục ngày vậy trời. Sao đủ thứ chuyện xảy ra chứ vậy? Chuyện gì? Sao? À mà cái vụ này không nhờ bà Suni mà đứng ra nói chuyện là mất cái hợp đồng này rồi. Trời, còn phải nói. Mọi người yên tâm đi. Lần đầu tiên tôi làm leader mà mọi người. Nhưng mà nghe cũng hơi bị hết hồn chút xíu. Tại vì cập nhật tình hình bị sốc quá. Nhưng mà nói chung là mọi người giải quyết xong ổn thỏa hết rồi phải không? Chưa có ổn thỏa lắm đâu. Sao vậy? Thì ba cái vụ kinh phí chưa có thanh toán xong. Ủa? Làm sao? Giao cho người ta rồi mà tiền thì không thanh toán. Thì đơn giản tại vì anh Lọt anh nói là đây là đối tác đầu tiên và cũng là đối tác ở bên nước ngoài, hiểu không? Cho nên phải dư giả thư thả để cho người ta có chút thời gian. Nếu không thôi là mình sẽ không tiến ra được những cái hợp đồng hay hơn đối với đối tác bên nước ngoài. Vậy thôi. Đó cho nên là không, chưa thanh toán được hết, chưa tính hết được kinh phí này nọ. Vậy thôi. À, công nhận là chú chơi lớn thiệt. Mình đi bị gạt mấy lần rồi đó mà bây giờ chưa sợ. Ai biết. Thì nói là bị gạt mà không ai tin. Mà anh nghĩ gạt không ta? Ủa gì kỳ vậy trời? Tôi đâu biết được. Giờ dân lừa đảo nhiều lắm. Ủa lừa cái gì vậy? Lừa đảo lừa gì hả? Ủa là sao lừa gì hả? Không lo làm việc lo đây. Không, bạn đảo chỉ cover công ty người ta thôi. Không thì bạn công việc mà. Ủa có gì đâu mà mọi người giải đãi. Có gì đâu mà. Để tôi chú. Bắn hồn nha. Sao bắn vậy? Bắn hồn đó. Sao vậy? Mình làm xong rồi. Sản phẩm là giao cho người ta rồi mà bây giờ không lấy kinh phí làm sao? Ủa cái dáng với cái cách nói chuyện này giống bà chủ tịch của ta. Giống chú. Con tức con sợ con nói đây là con sợ chú là bị lừa nè. Thành ra phải nói đây nè. Đi vô trong. Cái gì? Để cho chú làm. Ừ. Đi vô trong. Cái ghế đó đó. Rồi, thôi. Lên nó ngồi luôn. Ghế nào? Cái ghế nào mới được. Đó. Lên nó ngồi luôn. Chú giỡn hoài. Cái giám đốc không giỡn đâu. Ghế giám đốc ai dám ngồi? Cái thái độ của con là giống như là em muốn ngồi ghế giám đốc đó. Nè cháu dâu nghe mày. Chú dạy đi. Cãi không? Nhưng mà chuyện nào đó chuyện đó. Bây giờ chú con là không cần con phải dạy cách chú làm việc. Xích qua kia xíu đi. Nha nếu con như đi luôn. Xích qua đây để cho nó phân biệt. Bên đây là bên chịu đựng. Bên này là bên gia đình. Còn bên đây gia đình. Giết là trong công ty này không ai coi tôi ra cái gì hết. Cái này là không có gia đình gì hết. Công ra tư con đang góp ý với chú. Tay là có 5-7 loại tay. Ở bển không chừng người ta là người ta lừa rồi mà mình chưa có biết. Còn người ta qua đây người ta thấy chú khờ, người ta lừa chú nữa rồi làm sao? Ủa tôi khờ lắm hả? Nói chuyện có gì kỳ vậy? Không, ý là nhiều cái mình không có biết á. Chú nói cho con biết. Chú không cần con phải dạy chú cách làm việc như thế nào. Đây là một công ty lớn. Người ta làm việc có uy tín. Hiểu không? Tức cái trời. Tức cái gì? Mình phải tạo cái mối quan hệ cho người ta. Hiểu chưa? Ok fine. Con sẽ không bao giờ nói cái gì nữa. Con không góp ý gì nữa. Ủa mọi người không làm việc hả? Làm việc đi. Làm việc đi. Vô làm việc thôi đó. Làm việc. Dạ. Ủa? Sao liên lạc tôi? Quá trời đó. Sao kỳ người ta? Sunny. Dạ. Bây giờ con gọi điện thoại đi, kêu họ thanh lý hợp đồng cho mình đi. Sao được chú, người ta là đối tác nước ngoài, đối tác lớn quan trọng á. Bây giờ con nhìn đi, con nhìn cái quảng cáo đi. Con cảm thấy có vấn đề không? Không, con thấy hay mà. Một quảng cáo của một công ty lớn mà họ làm quảng cáo rất sơ sài. Nói chung là nhìn vô cái mình cảm giác cái sự an tâm nó không có. Trời chú ơi, bây giờ chú bình tĩnh đi. Người ta nói với con á là bây giờ người ta đã nộp cái giấy kiểm định rồi, xin cấp phép rồi. Bây giờ chỉ chờ cấp phép thôi. Trời ơi, chú nghĩ đi, không lẽ bây giờ cấp phép ở tất cả các nước lớn trên thế giới mà Việt Nam mình không được? Không có cái gì. Con. Ai đó? Con là Thỏ. Trời ơi, giờ này còn Thỏ gì nữa, vô đi. À vậy hả? Dạ, chờ chú. Đừng chú đóng phim. Làm gì đó? Có hồ sơ chú coi qua giùm con. Vậy đó, dẹp nó qua bên đi. Dạ. Bây giờ con coi cái quảng cáo giùm chú cái. Coi thử coi. Coi kỹ chưa? Từ từ chú, mới nhanh quá chứ. Rồi, coi kỹ rồi. Thấy có vấn đề không? Có mà, có vấn đề mà. Vấn đề gì? Tào lao quá. Vấn đề một đống vấn đề nằm trong đây luôn nè bà. Này của ai của bà hả? Ừ nha. Thì cái hợp đồng tôi đem về cho công ty đó. Con phân tích chú nghe nha. Thì chứng tỏ đây là một cái sản phẩm kém chất lượng và không đáng tin cậy. Con lập tức gọi điện thoại cho bên đối tác, kêu họ thanh toán hợp đồng cho mình liền. Gọi thì gọi, nếu như mà người ta hủy hợp đồng. Đang gấp gút không có nói chuyện dẻo nhẽo như vậy được. Rồi. Sao không có hình ảnh này gì?
bà bán nước mía có hình ảnh đầy gì? Dạ alo. Quán mía có chữ wifi. Đúng miếng rồi. Cặp hả? Dạ. Dạ. Nó cười giả lã rồi chú ơi. Dạ rồi. Em hiểu, em hiểu. À được, được. Vui phải không? Vui. Đây, anh tái hợp đồng vui, đúng không? Dạ, vui rồi. Rồi, vậy thôi. Nói chung là bữa học tốt. Người ta về nước rồi. Người ta... Xin giấy phép không được. Về nước rồi. Ủa tiền. Tiền à? Tiền hợp đồng. Thì tiền nó vậy nè. Đâu có đâu. Mức trắng rồi. Ăn hại không à. Trời ơi, giờ ngồi ôm cái này hoài vậy hả trời. Bây giờ nói chị thiệt cho chị nghe đi. Em có dính líu gì với công ty nước ngoài đúng không? Khai thiệt với chị đi. Bên đó cho em ăn cái đòi ăn cho nhiều gì có 4% này có bao nhiêu tiền đâu mà trời ơi. Bốn. Ừ. Bốn 40%. Wow. Tôi tưởng ít chứ quá trời nhiều vậy. Tham đâu quá. Trời ơi, thì em đâu có biết là ở bên đó bây giờ hả? Nó chơi cái trò là nó trốn. Trời ơi, bây giờ em không biết làm sao luôn á Năm ơi. Trời ơi, chết em rồi, tự nhiên bây giờ một đống kịp trộm vậy chết em luôn rồi trời ơi. Nhưng mà bây giờ quan trọng là nó đã có chuyển cái tiền lời đó cho em, cho quê từng quê hồng cho em chưa? Rồi. Cho rồi hả? Ôi, cũng nhẹ gánh chút xíu. Hả? Thì bây giờ cái tiền quê hồng em đã nhận đủ, vì em lấy cái tiền đó em bù cho công ty. Rồi sau này em năn nỉ công ty là tụi em làm lương từ không công đi, từ 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 cái mới còn cái còn thiếu lại đó. Em lại Năm luôn á, bây giờ Năm đừng có nói cái chuyện này với ai hết, nhất là chú Út Lọt. Trời ơi, chú Út Lọt mà biết được là sa thải em là chết em luôn á. Sa thải mấy người, sa thải tôi là tổng phạm mấy nè. Trời ơi, bây giờ để em vô em tính, em làm liền. Em coi như là bây giờ em vô em sắp xếp tiền bạc em chuyển nghe. Em chuyển liền thì tiền đi nghe. Em làm liền. Bây giờ hớt ha hớt hải tính ha. Em nghĩ từ hồi bữa giờ rồi. Không thể nào cái chuyện đơn giản như vậy được. Nghĩ sao Năm giả dạng làm bà thầy cối bói, nhưng mà chú Út là ông tin được đơn giản vậy. Nói chung là mình cũng tham. Nhưng mà mọi người yên tâm không sao rồi. Chờ nó lấy cái tiền mà ăn được quê hồng á, nó bù lại cho công ty rồi từ từ nó góp lần góp hồi nó. Chưa biết sao nha. Đúng rồi. Tôi đã biết hết tất cả rồi. Trời ơi. Ở đâu có tiếng ông chị? Ở đâu vậy? Tôi ở sau lưng mấy người nè. Tôi núp ở đây. Rồi sếp nghe hết rồi đó hả? Tôi nghe hết. Nó cơi quần áo. Mẹ núp ngay đống rác chi bây giờ dơ quá dơ nè. Tôi phải núp như vậy mới phát hiện được âm mưu của chị. Âm mưu của Sunny. Tại sao đối xử công ty như vậy? Hả? Có biết quay đầu là bờ hay không? Đầu tôi cũng không biết. Mình nghe nói ký hợp đồng với công ty nước ngoài, mình cũng mừng là công ty mình được làm ăn. Nhưng mà đâu có ngờ cái vụ quê hồng là nó mới nói nè, tôi đâu có biết gì đâu. Bây giờ anh tính sao anh? Mọi chuyện đã lỡ dở rồi. Nhưng mà qua sự việc này, tất cả mọi người đều phải làm bản kiểm điểm. Còn riêng chị với Sunny, nghỉ việc đi. Sếp ơi, nếu bà không được sếp ơi. Anh phải coi không có công cũng phải có cán. Đúng rồi. Không, ở đây làm hại công ty vậy làm sao được. Tôi thấy chị có khiếu coi bói đó. Nha, khỏi làm công ty nữa, ra ngoài đi coi bói đi, kiếm tiền, sống qua ngày. Bây giờ sếp đuổi tôi luôn đó hả? Đuổi luôn. Ủa chú. Thôi, tôi chào mọi người. Không, thôi chị, mình không có duyên thì cũng không có nợ đi. Tụi em nghĩ theo luôn á nha. Nhưng mà sếp ơi, sếp tôi thì bây giờ tôi thấy tôi lỗi, tôi bị đuổi là chuyện đã rồi. Nhưng mà tôi là cổ đông lớn, thành thử nếu mà tôi đuổi thì công ty phải tích tiền trả lại cho tôi. Đúng rồi, cổ đông mà. Làm tiếp đi. Cảm ơn sếp. Nhưng mà nói chung không có dẫn chơi được. Dạ. Mọi người qua sự việc này làm bản kiểm điểm cho tôi. Dạ. Đồng ý. Rút kinh nghiệm nghe mọi người. Đừng có gì mà cái nước ngoài rồi mình mê mũi nha. Tôi hứa. Trời ơi, chị thấy mấy đứa là có tiền hỗ trợ đủ thứ rồi mà. Tiền ăn nè, tiền xe nè, tiền xăng nè. Bây giờ tháng là tháng sao? Trời ơi, đôi khi mình đi gặp khách hàng, mình đi ăn uống này nọ tốn kém lắm Năm. Cái gì sao lại mệt? Mình đi làm việc cho công ty thì công ty mới đưa chứ. Thôi, bà cũng là do mình thôi. Tại vì